Bản tin chiến sự Nga Ukraine có những nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan bình luận về sáng kiến 100 tỷ euro dành cho Ukraine. Anh lại kêu gọi đồng minh gây áp lực lên Mỹ để thông qua các viện trợ cho Ukraine. Lithuania mua 3.000 UAV cho Ukraine. Tổng thống Zelensky tuyên bố lực lượng phòng thủ không cho địch tiến lên dù trong điều kiện thiếu đạn pháo. Drone diệt áp Ukraine đánh sập nơi tập kết của lính Nga. Lữ đoàn ASAP khét tiếng của Ukraine gieo ác mộng cho quân Nga ở mặt trận Crimea. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Tú Uyên mến chào quý khán thính giả trên kênh HTD News. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan bình luận về sáng kiến 100 tỷ euro dành cho Ukraine. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollengren coi đề xuất của Jens Stoltenberg về việc thành lập một quỹ NATO cho Ukraine trị giá 100 tỷ euro, tương đương khoảng 108 tỷ đô la Mỹ là rất thú vị. Bà Ollengren lưu ý rằng cần nghiên cứu chi tiết đề xuất này của Tổng thư ký NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan nói rằng, chúng tôi hiện đang điều phối hỗ trợ Ukraine trong nhóm liên hệ về phòng thủ Ukraine hay còn gọi là định dạng Ramstein. Đây là hình thức đặc biệt để ứng phó với cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga. Thật không may, cuộc chiến này có thể sẽ kéo dài, vì vậy tôi luôn quan tâm đến việc tăng cường phối hợp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một đề xuất rất thú vị và tôi mong muốn được thảo luận trong bối cảnh NATO. Như đã đưa tin, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề xuất thành lập một quỹ tài trợ hỗ trợ quân sự cho Ukraine với ngân sách 100 tỷ euro trong 5 năm. Anh lại kêu gọi đồng minh gây áp lực lên Mỹ để thông qua gói viện trợ cho Ukraine. Quý vị thân mến, Ngoại trưởng Anh David Cameron kêu gọi những người đồng cấp châu Âu tăng áp lực lên Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson trong bối cảnh gói viện trợ của Mỹ cho Ukraine đang bị tắc tại cơ quan lập pháp này. Thông điệp được Ngoại trưởng Anh Cameron nêu sau khi các ngoại trưởng NATO kết thúc cuộc họp 2 ngày ở Brussels thuộc Mỹ ngày 4 tháng 4. Tờ Politico dẫn lời ông Cameron rằng, tôi tin các ngoại trưởng châu Âu có vai trò thực sự trong việc đó. Theo Ngoại trưởng Anh, những ý kiến này có thể mở đường cho gói viện trợ trị giá hơn 60 tỷ đô la chảy từ Mỹ sang Ukraine. Ngoại trưởng Cameron, người trước đây đã tới Mỹ để thúc giục Washington cung cấp viện trợ cho Ukraine, cũng cảnh báo viễn cảnh u ám nếu Ukraine không chiếm được ưu thế trước Nga trên chiến trường. Ông Cameron lập luận, NATO và châu Âu sẽ phải đối mặt với một tương lai bất an, nghi ngờ lẫn nhau về việc liệu chúng ta có thực sự đứng lên bảo vệ các đồng minh của mình hay không. Ngoại trưởng Anh cũng kêu gọi các nước NATO khác đẩy nhanh việc gửi vũ khí sắp hết hạn sử dụng tới Ukraine. Ông nói rằng những vũ khí đó nên được trao cho Ukraine bởi nó sẽ không gây tốn kém khi phải ngừng hoạt động ở đất nước của chúng ta. Theo Politico, liên quan các tài sản Nga bị đóng băng ở phương Tây, Ngoại trưởng Anh kêu gọi các nước sử dụng những tài sản này bằng nhiều cách khác nhau để chuyển tiền cho Ukraine. Kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Mỹ luôn là nước đi đầu trong việc cung cấp tiền và vũ khí cho Kyiv. Tuy nhiên, gói viện trợ mới nhất lên tới 60 tỷ đô la Mỹ đã bị tắt tại Hạ viện Mỹ sau khi Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này. Điều này tăng thêm khó khăn cho Ukraine trong bối cảnh nước này chưa nhận được vũ khí đúng thời hạn như đã cam kết từ châu Âu. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công khai gây áp lực với các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện trong nhiều tháng để thông qua các viện trợ Ukraine. Bất chấp điều đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vẫn không phê duyệt do ý ông Trump không muốn điều đó, làm chính quyền ông Biden và các đồng minh thất vọng. Sắp tới đây, chưa biết sự thể như thế nào, nhưng áp lực lên Chủ tịch Hạ viện ngày càng lớn giữa hai phe ủng hộ viện trợ và phe không ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Nguồn viện trợ này là cực kỳ quan trọng cả về kinh tế, quân sự, chính trị cho Ukraine và toàn châu Âu. Nếu trì hoãn hoặc cắt bớt để có thể nói là thảm họa cho cả khu vực và lòng tin vào nước Mỹ bị tổn thương trầm trọng. Nói qua về gói này, chính quyền Biden dự kiến sẽ viện trợ khoảng 61,4 tỷ đô la để Quốc hội duyệt chi trong năm 2023 cho Ukraine,
trong đó 16,3 tỷ đô la được sử dụng để hỗ trợ kinh tế và việc vận hành các cơ quan nhà nước của Ukraine hoạt động, chẳng hạn trả tiền lương cho các quan chức đang làm việc và quỹ hưu trí. Gần nửa tỷ cũng được chỉ ra nhằm giúp ổn định cuộc sống cho người tị nạn Ukraine tại Mỹ. Khoản còn lại là quân sự, giúp Ukraine có năng lực đánh đuổi quân Nga xâm lược. Số tiền viện trợ này phần lớn vẫn nằm tại nước Mỹ, chi cho các nhà máy quân sự để sản xuất thiết bị phương tiện, phục vụ chiến tranh, súng ống, đạn dược để giúp đỡ Ukraine chiến đấu chống quân xâm lược Nga. Lithuania mua 3.000 UAV cho Ukraine. Thưa quý vị, Thủ tướng Denis Smalholm nói trong một bài đăng trên Telegram rằng Lithuania sẽ mua 3.000 máy bay không người lái do chính họ sản xuất cho Ukraine, cũng như phân bổ 15 triệu euro, tương đương hơn 16 triệu đô la Mỹ cho các chương trình phục hồi cho các binh sĩ Ukraine bị thương. Ông thông báo rằng Lithuania sẽ mua 3.000 máy bay không người lái của Lithuania cho Ukraine và phân bổ 15 triệu euro cho các chương trình phục hồi cho các binh sĩ Ukraine bị thương. Chúng tôi đã đồng ý về điều này với Thủ tướng Lithuania Ingrida Šimonytė trong chuyến thăm Vilnius của tôi. Theo Thủ tướng Ukraine, Litva cũng sẽ cung cấp 35 triệu euro, tương đương khoảng 39 triệu đô la cho sáng kiến mua đạn pháo của Séc. Đặc biệt, Lithuania tích cực tham gia vào việc phục hồi Ukraine và sẽ phân bổ thêm 5 triệu euro, tương đương 5,42 triệu đô la cho giáo dục và 12 triệu euro, tương đương 13 triệu đô la, để giúp đỡ các cựu chiến binh xây dựng lại trường học và nhà trẻ, cũng như bố trí các hầm tránh bom. Người đứng đầu chính phủ Ukraine cũng lưu ý rằng, nhà nước đánh giá cao sự sẵn sàng của Lithuania trong việc tham gia thực hiện công thức hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và sự hỗ trợ của nước này trong quá trình hội nhập châu Âu và châu Âu Đại Tây Dương của Ukraine. Thủ tướng Smalholm tóm tắt, tôi cảm ơn Lithuania vì lập trường rõ ràng trong việc ngăn chặn xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Nga sang Belarus và sang EU, cũng như sự dẫn đầu của nước này trong việc trừng phạt. Như Ukraineform đã đưa tin trước đó, Thủ tướng Ukraine Denis Šmihal đã bắt đầu chuyến thăm Litva và gặp người đồng cấp Litva Ingrida Šimonytė. Tổng thống Zelensky tuyên bố lực lượng phòng thủ không cho địch tiến lên dù trong điều kiện thiếu đạn pháo. Quý vị thân mến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong một bài phát biểu qua video rằng lực lượng phòng vệ đang ngăn chặn lực lượng chiếm đóng của Nga tiến lên dù đang trong điều kiện thiếu đạn pháo và nguồn cung từ các đối tác quốc tế bị suy giảm đáng kể. Ông Zelensky nói rằng cũng có một báo cáo chi tiết từ Tổng tư lệnh về tất cả các khu vực trên mặt trận mà quân đội Nga dự kiến sẽ thành công vào lúc này. Chúng tôi đã cố gắng ổn định vị trí của mình. Tổng tư lệnh đã báo cáo về hành động của chúng tôi ngăn cản quân chiếm đóng tiến lên. Do tình trạng thiếu vỏ đạn và nguồn cung sụt giảm đáng kể, những kết quả này thực sự tốt. Ông cảm ơn tất cả các chiến sĩ và chỉ huy đã bảo đảm kết quả trên chiến trường. Nguyên thủ quốc gia cũng thông báo rằng ông đã nghe báo cáo đầu tiên của người đứng đầu mới cơ quan tình báo đối ngoại tướng Oleh Ivashenko về các hành động cụ thể trong cương vị của ông và phê duyệt kế hoạch làm việc của FIS. Như đã đưa tin, ngày 28 tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã giới thiệu người đứng đầu mới của cơ quan tình báo đối ngoại Oleh Ivanenko với các nhân sự. Drone nhiệt áp Ukraine đánh sập nơi tập kết của lính Nga. Thưa quý vị, lực lượng Ukraine triển khai drone mang đầu đạn nhiệt áp tập kích ngôi nhà nơi lính Nga tập trung, khiến công trình trở thành đống gạch vụn. Vào ngày 4 tháng 4, Lữ đoàn cơ giới số 28 Ukraine đăng video triển khai thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất tập kích ngôi nhà mà binh sĩ Nga kiểm soát tại khu vực dường như là ở tỉnh Donetsk, nơi lực lượng này đang tác chiến. Video được quay từ camera của chiếc drone FPV cho thấy thiết bị này di chuyển về hướng ngôi nhà rồi lao vào qua cửa sổ trước khi kích nổ và mất tín hiệu. Nửa sau video là hình ảnh quay từ góc độ khác về vụ tập kích, cho thấy chiếc drone đã biến ngôi nhà thành đống gạch vụn. Tài khoản Telegram của Lữ đoàn 28 bình luận, không rõ thiệt hại cụ thể của lực lượng Nga sau sự việc. Cứ điểm của đối phương đã bị phá hủy bởi drone FPV có sức công phá lớn.
Dựa vào video do lữ đoàn 28 đăng, giới chuyên gia nhận định lực lượng này đã sử dụng drone FPV gắn đầu đạn nhiệt áp trong vụ tập kích. Vũ khí nhiệt áp đã nhiều lần được sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine, có thể tạo ra những vụ nổ có sức công phá lớn hơn một số loại vũ khí truyền thống nhờ cơ chế hai liều nổ. Khi quả đạn chạm mục tiêu, liều nổ thứ nhất sẽ được kích hoạt và phát tán rộng một hỗn hợp nhiên liệu dễ cháy có dạng đam mây. Liều nổ thứ hai sẽ kích nổ đam mây tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ, sóng xung kích vào vùng chân không có khả năng hút cạn khí oxy ở xung quanh. Cơ chế này khiến uy lực của đạn nhiệt áp tăng lên khi phát nổ trong môi trường kín như tòa nhà, bunker hay chiến hào. Bộ Quốc phòng Anh từng nhận định các loại vũ khí nhiệt áp có thể phá hủy cơ sở hạ tầng và khiến những người chịu ảnh hưởng của vụ nổ thiệt mạng vì bị bỏng và tổn thương nghiêm trọng cơ quan nội tạng. Chuyên gia quân sự David Hamlin cho biết số cuộc tấn công bằng drone mang đầu đạn nhiệt áp đã tăng lên đáng kể gần đây khi Ukraine sản xuất chúng với số lượng lớn. Ông nói thêm rằng Ukraine dường như đang sử dụng drone có khả năng gây hiệu ứng nổ lớn này để bù đắp việc thiếu hụt đạn pháo khi tấn công các vị trí phòng thủ của Nga. Chuyên gia Hamlin cho biết Nga dường như chưa triển khai drone FPV mang đầu đạn nhiệt áp trên chiến trường, dù thường xuyên sử dụng pháo phản lực TOS-1A trang bị đạn nhiệt áp. Lữ đoàn Azov khét tiếng của Ukraine gieo ác mộng cho quân Nga ở mặt trận Crimea. Quý vị thân mến, các binh sĩ của lữ đoàn Azov liên tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trên mặt trận Crimea. Mới đây, lữ đoàn Azov công bố video cho thấy họ tiêu diệt đoàn xe thiết giáp và hậu cần của Nga trong các cuộc tấn công ban đêm trên mặt trận này. Đoạn video được công bố cho thấy 21 thiết giáp quân sự của Nga bị phá hủy. Đặc biệt, máy bay không người lái của lữ đoàn đã vô hiệu hóa 9 xe chiến đấu bộ binh với nhiều biến thể khác nhau, 2 xe địa hình ARV, 3 xe MTLB xe bọc thép hỗ trợ kỹ thuật bánh xích đa dụng, 3 xe bánh xích chưa xác định được chủng loại và 5 xe tải chở bộ binh. Ngoài ra, các loại đạn dược mà lực lượng Nga mang theo cũng bị phá hủy. Lữ đoàn Azov cho biết giao tranh không dừng lại ngay cả vào ban đêm. Quân Nga đang cố gắng tiến hành các hoạt động tấn công liên tục trên mặt trận Crimea. Họ tiến hành các hoạt động hậu cần dưới sự che chở của màn đêm vì lo ngại một số lượng lớn máy bay không người lái của Ukraine trong khu vực này. Tuy nhiên, các chiến binh Azov và binh sĩ của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vào ban đêm nhờ máy bay không người lái trinh sát ban đêm và máy bay không người lái FPV có camera chụp ảnh nhiệt. Trong khi đó, lữ đoàn xung kích Azov số 12 giữ nhiệm vụ trấn giữ tiền tuyến gần làng Teny, vùng ngoại ô Crimea, vùng Donetsk cũng đẩy lùi và chặn đứng các cuộc tấn công liên tục của quân Nga trong những tuần gần đây. Làng Teny hầu như đã bị máy bay và pháo binh Nga san phẳng, nhưng khu vực xung quanh nó vẫn là một điểm chiến lược quan trọng trong việc phòng thủ của lực lượng Ukraine dọc tuyến Teny, Jambolivka, Razhitne, Dnipropa. Để tấn công các vị trí của Ukraine, người Nga đang sử dụng các cuộc tấn công quy mô với các nhóm bộ binh đông đảo kết hợp với xe bọc thép và máy bay. Đặc biệt, quân xâm lược Nga đang tích cực sử dụng bom dẫn đường trong khu vực này, sử dụng toàn bộ kho vũ khí và huy động cả lực lượng dự bị. Quân đội Nga đang cố gắng đẩy quân đội Ukraine ra khỏi đầu cầu sông Serebet và tiến về phía Lyman. Các binh sĩ của lữ đoàn Burdovsky thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine cũng trấn giữ tiền tuyến gần đó cho biết. Hiện trọng tâm của cuộc giao tranh nằm ở trong các khu rừng của Crimea. Trong khi Ukraine nỗ lực nhắm vào các hoạt động hậu cần của quân Nga, thì người Nga cũng làm điều tương tự. Denis Zelensky, sĩ quan bộ phận lập kế hoạch tác chiến của Ukraine cho biết, người Nga cũng tập trung tấn công các động mạch hậu cần của Ukraine trong rừng Serebryansky. Điều này tạo ra khó khăn cho Ukraine trong việc cung cấp đạn dược và nhân sự. Và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.